Xin chào các bạn, trả lời kênh của mình. Thì hôm nay mình chạy ngang con đường, mình thấy có một đống dừa bán hổm lại cũng ế dữ các bạn, nên mà cái cuốn nó cũng teo teo đen đen rồi, nên mình ghé vô mình mua vài trái ủng hộ cho người ta các bạn. Đó là cái này là trên đường về cái đường Nguyễn Thông các bạn. Đó, Nguyễn Thông của ngay bệnh viện Long An các bạn. Đây có một đống dừa nè, 6.000 ký mà hổm lại thấy cái đống này không nhúc nhích đó, nên mình ghé vô mình mua ủng hộ. Lấy cho chú 4 trái. 4 trái dừa dừa, 4 trái dừa. Bỏ vô 4 cái bịch đó con. 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Trái bự đại đi nó cho mà, chú cho người ta. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Rồi không hài, không đi học đi, lặng lặng ở đây nữa. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Không lớp mấy rồi? Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Lớp 10 chưa? Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Trời ơi, vậy là đoán lầm mà. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Mà hổng gì? Mà đầu tới giờ không học đó, chắc vậy bữa thi lại lớp 1 quá, lên lớp 10 quá chứ ai cho lên lớp 11. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Dưa không hạt, bao lỡ bao bọc 6.000 ký. Ủa cô bán gì với số không? Cô ăn gì hấu cô con trôi con trái à? Nè hả mới mua dưới kia rẻ. Nhà 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 cũng mua một đống rồi. Chạy đi. Ờ, cô hai con có dưa hấu rẻ con mua sẵn ăn cho cô hai với gửi cô hai mua gạo cho chú. Cô cảm ơn. Dạ. Lúc này làm yếu lại rồi. Rồi giờ cũng ổng mỗi lần dặn như sinh hoạt tiểu rồi ai dắt đi ha, tự ông dậy đi được. Đâu có nằm đó đi đó, đi ở cổng luôn. Trời trời ngồi chỗ luôn hả? Bây giờ chú Út rồi đó, cô chú Út của ai qua đây không? Có, nó qua đợi ngoài. Thôi con về nha. Ừ. Cơm nước chưa? Chưa, nãy giờ nó ngủ chưa cô chưa ra. Thôi giờ con về. À, nãy giờ đi chợ về các bạn. Chợ về rồi, giờ mình với mình ghé nhà ông chú, mình thăm chú cho ổng mấy trái hay trái dưa hấu ăn. Rồi bây giờ mình vô mình xẻ dưa hấu mình chứ các bạn. Ba mình ngủ à. Ngủ ngay ở đây ta. Ăn dưa hấu đó ơi. Đâu rồi? Ăn hết rồi. Dứt hết rồi.
Chỉ rồi. Như bạn kêu qua liền luôn á. Nói như Phương. Đỏ ao. Đổ quét luôn. Chí nó nghe hay gì hết. Chí nó nghe nó chạy rồi. Chí ơi. Gì hấu hả? Rồi mời các bạn ăn các bạn ơi. Trời ơi, ăn trong nồi các bạn ơi. Ăn trong nồi. Đậu hũ kho. Trời vừa quá ngon các bạn ơi. Nè dưa hấu nè. Đang làm dưa hấu nó đội lên đầu. Thôi nào. Thôi mời các bạn dưa hấu các bạn ơi. Trời ơi dưa hấu vậy nè. 6.000 ký. Mà cái chỗ này bán ế ra hổng lại bán bữa nay. Cái cuốn nó đen thùi lùi luôn. Quá ngọt. Ngọt hơn cháo qua nữa. Cái cuốn nào đen đen các bạn là dưa củ củ á, trời nó ngọt. Nãy thăm ông chú giờ ổng thần kinh ổng yếu rồi, hết biết rồi. Ông ba tỷ vậy. Bạn ngoan không ba tỷ nữa. Nó làm chung hả? Có làm chung không? Ừ. Bạn ngoan bạn của bãi á. Hả? Ủa chết hả? Nằm chỗ. Ủa lâu quá mấy ông đi đâu biết đâu. Yếu dữ rồi. Cho ổng hai chai hấu với cho ổng chút đỉnh tiền. Ông còn không biết nữa bà hai bà giữ. Đó, hay đi ngoài ngoài đường không? Ừ. Nằm chỗ không à. Cái nhà tập thể dữ lắm rồi. Rồi ông Út cũng bệnh luôn. Cái gì? Nói chung giờ làm yếu xìu à, không có làm hồ được, giờ không làm năng được. Đi sơn phết là được chứ làm nào không nổi. Nói chung cái xóm mình toàn bèo bèo không ai. Nghèo khổ à. Nông dân toàn nghèo không. Chị ơi. Giấu chị ơi. Nghe ta. Chị ơi. Ừ. Rồi nó đâm mê rồi, ha, cầm nhận ná đi bắn chim à. Ừ. nhà tôi nuôi chim, nuôi cò mà nó bắn ta. Không chim nhanh này rồi. Wow. Dưa mà cái người chỗ nãy bán dưa bạn nhỏ cháu á, nó bán ế nó bán hoài mà cái đống bự nguyên à, mà cái dưa thì cái cuốn củ xì à, không ít mua ít người mua các bạn, nên mình làm cái clip này mình chia sẻ cho tất cả các bạn, ai mà có xem cái video của tôi các bạn ủng hộ người bán các bạn,
ủng hộ người bán thì người bán được thì người ta mới lấy hàng thêm tao bán cho cứu người nông dân được, chứ giờ các bạn không có thể nào mà cứu trực tiếp tay người nông dân là được các bạn. Tại hồi nãy tôi hỏi cái đám dưa hấu lấy ở đây là nằm ở đâu không biết, ở dưới Tiền Giang các bạn, láng cò vậy đó, ở Phú Mỹ các bạn. Nãy ở đâu mà nghe nó năm 450 cây số à, từ nhà tôi chạy tới đó không biết chừng nào tới mà không biết chỗ nữa, nghe cái địa danh đó chứ chưa bao giờ tới. Nói chung cũng mình đi làm mà tới công ty rồi về chứ chưa mình đi chợ vòng vòng đây hay chứ mình sao đi tới được, mấy chỗ đó xa quá. Tôi chỉ có khả năng của tôi là mua dặn như có những số tiền dư giả mua khoảng vài chục ngàn, chứ giờ mình đâu khả năng mua một lần một đám được các bạn. Thì các bạn mỗi người chung tay chân các bạn, ai có nhiêu mua nhiêu, 5-10 ngàn cũng được, cái mua 1 ký 2 ký trái 2 trái thôi. Ăn dặn như cũng mà mùa hè mát mẻ các bạn, ăn là giải khát rồi ăn với cơm, nhỏ em của mình nó ăn chung cơm mà. Nó ăn mê ly, tại vì nó ăn vừa coi điện thoại. Thế chung mình ăn ra lai xét hoặc ăn cơm với hoặc là ép lấy nước uống hoặc làm kem thì rất là ngon các bạn. Mùa hè nóng bức này các bạn ăn dưa hấu rất là ngon, và cũng qua đó các bạn cũng có thể giúp đỡ cho người thương lái và người nông dân bán được hàng thì họ sẽ bán có được lời chút đỉnh các bạn, người ta sống được các bạn. Thì mình bây giờ giúp tay chân thôi, chứ giờ mình có nhiều giúp nhiều các bạn. Thì cái clip này mình xin dừng tại đây các bạn. Thì nếu các bạn thích tôi làm những video như vậy thì các bạn đăng ký và chia sẻ cho mình để mình có thêm động lực mình làm những video mới các bạn. Thôi xin chia tay và hẹn gặp lại các bạn.